Chỉ cần chú chỉ cho cháu khu vực đó ở đâu, chắc chắn cháu sẽ tìm ra. Nếu dễ như thế thì tao đã đưa mày đi lâu rồi. Tao phải tìm thời cơ. Không phải nói đi là đi được ngay đâu. Liều mạng là chết người đấy. Tao còn mấy đứa cháu nhỏ ở nhà, ai nuôi? Với lại tao cũng chưa muốn chết đâu. Mày muốn gì ở tao? Đi theo tao. Gà tao nuôi để thịt, thế mày bán, mấy hôm nữa dỗ bố thì lấy gà đâu mà thắp hương? Ờ, đầy chuồng mà mẹ. Đầy cái gì mà đầy? Gà tao nuôi để thằng Trung, thằng Hiếu nó về ăn. Thế mà mày bán, mà nhà mình có thiếu tiền đâu. Bảo cái Linh đi ra chỗ khác mà mua. Mẹ ơi, con biết thừa rồi. Bà sợ con bán hết gà của cháu bà chứ gì. Bà yên tâm, con đã nhốt riêng mấy con gà tơ ngon ở một góc rồi. Không được, tao đã bảo không bán là không bán. Đem vào thả ra. Ờ mẹ. Mà cái thằng Hiếu ấy, nó thích gà lắm cơ. Mà nó chăm gà khéo lắm. Mà gà ốm ấy, nó còn biết tìm cách để chữa đấy. Vâng, thì có thằng cháu bà là nó nằng nặc không cho thịt gà. Nó bảo đấy là giết bạn của nó. Rồi đến lúc thịt xong hỏi ăn không, nó bảo nó có ăn. Nhưng mà vừa ăn vừa khóc. Thế là thằng Trung nó mắng cho. Mắt mày mà có đạn ấy. Quả này người đang thái thủng lỗ chỗ rồi. Tao không thể nào để cho mấy cái thằng mách lẻo được sống yên ổn. Mình mà phải hót phân á, thì loại nó phải nằm trên đống xít. Này đồng bà lơ, gọi ai đấy? Gọi mày chứ còn ai nữa. Bố đi chơi hơi xa rồi đấy. Ờ, thằng mách lẻo. Ok. Tôi mách lẻo cái gì? Thế để tao lại phải giải thích cặn kẽ cho mày hiểu cái từ mách lẻo là như gì nhá. Theo từ điển ấy, mách lẻo là mày mang câu chuyện người khác đi kể một cách bừa bãi và không xin phép, và nội tâm đầy đố kỵ của mày. Số này đêm qua nhắn cho tôi 3 lần, cùng một nội dung, nhưng mỗi lần lại là một địa điểm khác nhau. Cậu xem đi. Cả 3 vị trí này đều là những địa điểm hết sức nhạy cảm. Tôi biết, nhưng tôi sẽ đi gặp. Vậy tôi sẽ bố trí người để đảm bảo an toàn. Không cần đâu. Dù với mục đích gì thì tôi có cảm giác người này đang trong tâm trạng bất an. Tôi sẽ đi một mình. Bà con ở bản A Xá vẫn bài xích người ngoài, bỏ qua nếp sống mới, vẫn duy trì các phong tục tập quán cũ đã thành hủ tục. Nơi này giống như một đầm lầy, bên trong ẩn chứa những gì ta chưa nhìn thấu được. Anh thấy việc anh cắm chốt ở đây ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi thế nào chứ? Đừng bao giờ nói với tôi câu đấy. Khó thì không làm à? Cách làm việc của anh khiến cho tôi cảm giác tất cả những ý kiến của tôi không được tôn trọng. Cần tiền thì tôi bơm cho. Kết nối tôi với tay đồn trưởng. Anh em tôi khắc khổ từ bé, từ nhỏ đã không có bàn tay chăm sóc của mẹ. Ông lo giúp tôi nhé. Trên địa bàn của chúng ta quản lý có việc mua bán vận chuyển ma túy.
dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần, dân liệu cũng xong.